Con hỏi tên gì con hả? Dạ, Phạm Ngọc Khánh Nguyên. Phạm Ngọc Khánh Nguyên à? Phạm Ngọc Khánh Nguyên sinh năm mấy khác? 201. Ở Gia An hả? Dạ. Đấy. Rồi, bỏ tay ra rồi. Đây, con nhìn cái mặt cậu trên màn hình nha. Đấy. Đấy, tôi ở mặt mũi. Cái miệng chị thấy ghét tưởng, tưởng tài giọng ai? Vấn đề có giọng bộ nào không? Như cái giọng bộ nói mới giọng người khác là chết đi. Đó, mũi cao, bộ nào mũi cao không con? Đó, vậy là giọng bộ nó rồi. Vậy là nó giống bố lóa từ đầu đến đít rồi. Đây, cậu dễ thương không? Đó, thấy được không? Cái miệng dễ thương rồi. Cái miệng này. Vẫn đầy tay ché lại có nghe. Cái mùi nó dễ thương quá hả? Cái mặt đó kìa. Thay bình thường ấy con.